không, ý là ví dụ như mỗi lần mà quay á, anh đừng nói là quay, kiểu gì mà nói quay nó cũng sẽ khớp à. Lại lại bờ môi, trong bờ môi khát khao em ước chỉ một bước mình được quay về ngày trước, chọn lối đi không sai đường. Trong cơn say em chỉ nghĩ đến anh, giữa bên cạnh anh bây giờ đang có ai. Em chết mình thật yêu vì một trong đã để mất người đàn ông em yêu hết cuộc sống. Sao không quên anh nhưng cách anh quên được em? Giận lòng mình sẽ quên thôi, mình sẽ quên thôi. Cứ sống cùng anh em sẽ tốt thôi. Nhưng em sợ khi cơn say lại về với em khi trời mưa xuống. Liệu rằng người nhớ hay quên, người nhớ hay quên những lúc ta say trong vòng tay trong đêm. Em xin anh. Sau cho dù tim vẫn đau, em trách mình lại sai vì chẳng ai được quên mang lòng tổn thương đêm phương lên người khác. Yêu quá yêu đến bây giờ đau có đau, em hận anh sao không quên anh những cách anh quên được em. Giận lòng mình sẽ quên thôi, mình sẽ quên. Cứ sống không anh em giờ sẽ tốt hơn. Nhưng em sai khi cơn say lại về với em khi trời mưa xuống. Liệu người còn nhớ hay quên, người nhớ hay quên những lúc ta say trong vòng tay trắng đêm. Em xin anh dù là người lạnh lùng bước đi bên tình yêu mới, anh đừng quên. Anh đừng quên, anh đừng quên. Giận lòng mình sẽ quên thôi, mình sẽ quên thôi. Cứ sống cùng anh em giờ sẽ tốt thôi. Nhưng em sai khi cơn say lại về với em khi trời mưa xuống. Nhiều người còn nhớ hay quên, người nhớ